Ở vấn đề 17, các bạn thấy chúng ta sẽ tìm hiểu ký tự và mã ASCII. Đầu tiên, chúng ta có hàm CHR, nó sẽ trả về ký tự tương ứng với mã ASCII được truyền vào. Để tham khảo về các mã ASCII, chúng ta có thể vào Google. Ví dụ, tôi sẽ vào Google và chúng ta sẽ tìm kiếm với từ khóa là ASCII value chẳng hạn, hoặc là ASCII table cũng được. Chúng ta vào trang ASCIITable.com. Các bạn thấy đây là bảng giá trị của mã ASCII cũng như là ký tự tương ứng. Quay trở lại vấn đề của chúng ta, ở đây chúng ta sẽ sử dụng hàm CHR để trả về ký tự tương ứng với mã ASCII được truyền vào. Tôi sẽ quay lại phần editor. Chúng ta sẽ copy folder 16 và chúng ta sẽ tiếp tục với folder 17. Chúng ta vào file 01. Ví dụ, tôi sẽ truyền vào hàm CHR và chúng ta đưa vào giá trị ASCII. Ví dụ, tôi quay lại phần trình duyệt của chúng ta. Chúng ta quan sát ở bảng này, các bạn thấy ví dụ bây giờ tôi muốn xuất hiện chữ T thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta truyền vào giá trị là 84 và chúng ta sẽ thử echo ra CHR của 84. Chúng ta refresh lại, ở đây sẽ là folder 17 và ví dụ 01. Các bạn thấy chúng ta đã hiển thị được chữ T. Tương tự như vậy, nếu mà chúng ta muốn hiển thị giá trị như là chữ Z, như vậy ở đây chúng ta truyền vào đó là số 90 và chúng ta refresh lại. Các bạn thấy chúng ta đã hiển thị được chữ Z. Như vậy chúng ta đã hiểu về hàm CHR. Chúng ta sẽ tìm hiểu một hàm khác, đó là hàm ORD. Nó sẽ trả về giá trị ASCII của ký tự đầu tiên trong chuỗi. Tôi sẽ quay lại phần editor. Chúng ta sẽ copy file 01 này và chúng ta đến với file 02.bsp. Ví dụ tôi có chuỗi str như sau, bsp eac chẳng hạn. Sau đó chúng ta sẽ gọi hàm ORD của chuỗi str, echo ORD, sau đó truyền vào chuỗi str và chúng ta sẽ thử refresh lại. Ở đây sẽ là file 02. Các bạn thấy chúng ta hiển thị được chữ Z. Dường như là chúng ta đã nhầm lẫn ở đâu đó. Tôi sẽ thử kiểm tra lại. Ở đây chúng ta đã nhầm là chúng ta sửa file 01, nên tôi sẽ di chuyển phần mã nguồn này qua file 02 và đưa phần mã nguồn này về file 01. Sau đó chúng ta sẽ thử refresh lại. Các bạn thấy chúng ta xuất hiện giá trị 80. So sánh ở bảng ASCII table, chúng ta thấy là giá trị 80 chính là chữ P. Và hàm ORD của chúng ta, nó sẽ trả về giá trị ASCII của ký tự đầu tiên, và nó sẽ trả về giá trị 80, bởi vì 80 đó là giá trị ASCII của ký tự P. Như vậy chúng ta cũng tìm hiểu xong vấn đề 17, đó là ký tự và mã ASCII. Chúng ta sẽ tiếp tục với vấn đề 18, đó là chúng ta sẽ phân tích một chuỗi sử dụng trong việc chi vấn. Chúng ta sẽ sử dụng hàm bactr để chuyển các nội dung chi vấn vào các biến hoặc là vào mảng. Tôi sẽ quay lại phần mã nguồn. Chúng ta sẽ copy folder 17 này và tiếp tục với folder 18. Tôi vào ví dụ đầu tiên. Ví dụ chúng ta sẽ có một chuỗi như sau. Ở đây tôi gán str bằng, chúng ta sẽ có chuỗi như sau, name lúc này bằng Peter chẳng hạn. Tiếp theo nữa, tuổi chúng ta cho là 23. Các bạn thấy chuỗi này hoàn toàn bình thường. Trong chi vấn thì chúng ta cần biết là name nó sẽ chứa giá trị là bao nhiêu và age nó sẽ chứa giá trị là bao nhiêu. Như vậy làm sao chúng ta có thể tách ra phần này để lấy được các giá trị Peter và giá trị A? Chúng ta sẽ sử dụng cách sau. Chúng ta sẽ gọi hàm str và chúng ta sẽ truyền vào chuỗi str. Sau đó chúng ta sẽ echo ra giá trị của biến name. Các bạn thấy biến name đây là biến mà chúng ta chưa khai báo hoặc là chưa sử dụng ở bất kỳ phần nào trong chương trình của chúng ta. Tuy nhiên tôi sẽ thử echo ra thử và tôi reset lại. Lúc này sẽ là folder 18 và vào ví dụ 01. Các bạn thấy chúng ta đã xuất hiện ra giá trị Peter. Như vậy khi chúng ta gọi hàm bactr, chúng ta sẽ được tạo ra một biến tên là name
và giá trị của biến đó chính là Picker. Tương tự như vậy thì chúng ta suy luận ra chúng ta có thể có biến A. Tôi sẽ thử echo ra biến A xem là chúng ta có kết quả hay không. Ở đây sẽ là A. Và tôi refresh lại. Các bạn thấy chúng ta có giá trị là 23. Như vậy chúng ta đã biết lấy giá trị nằm trong câu chi vấn, đó là phần NEM cũng như là phần A. Khi chúng ta không truyền vào tham số cho hàm bạc str thì nó sẽ đưa nội dung vào các biến. Bây giờ tôi sẽ thử truyền vào một biến ở tham số thứ hai. Tôi copy nội dung này qua ví dụ thứ hai. Ở đây chúng ta sẽ truyền vào là array chẳng hạn. Sau đó tôi sẽ thử refresh lại ví dụ thứ hai của chúng ta. Các bạn thấy lúc này chúng ta nhận được thông báo đó là biến NEM và biến A nó không tồn tại, bởi vì chúng ta đã truyền vào cho tham số thứ hai. Tôi sẽ quay lại phần editor. Lúc này tôi sẽ thử in ra cấu trúc của ARR. Chúng ta sử dụng câu lệnh getRe để in. Và chúng ta refresh lại. Các bạn thấy lúc này trong mảng array của chúng ta nó sẽ có hai phần tử. Phần tử NEM với giá trị là Peter và phần tử A với giá trị là 23. Như vậy khi chúng ta không truyền vào tham số thứ hai thì các nội dung này nó sẽ tương đương với các biến. Còn khi chúng ta truyền vào tham số thứ hai thì nó sẽ nhận như là một mảng. Và qua ví dụ này chúng ta cũng hiểu được một phần nào về hàm bạc str. Chúng ta sẽ đến với vấn đề 19, đó là phân tích URL. Sử dụng hàm bạc URL để chi xuất các thành phần như là protocol, domain, path của một URL nào đó. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu URL nó là gì và nó có cấu trúc như thế nào. Ở đây các bạn thấy phần chúng ta phụ khối cũng được xem là một URL. Và các thành phần của URL, tất cả các phần này chúng ta gọi chung đó là href. Phần đầu tiên protocol, sau đó là dấu hai chấm xuyệt xuyệt. Tiếp theo đó là phần host. Trong phần host thì nó gồm có hostname và phần bọt. Tiếp theo nữa đó là dấu gạch, bitname và hash. Cụ thể thì các giá trị này nó sẽ chứa như thế nào? Ví dụ tôi có một đường link như sau: http://www.zen.vn/8080/public/tin-công-nghệ/cd-ở-việt-nam.html/title. Như vậy các thành phần href protocol nó sẽ chứa giá trị như thế nào? Ở đây href bao gồm toàn bộ phần chuỗi ở phía trên. Protocol chính là http. Tiếp theo đó là phần host chính là giá trị www.zen.vn/8080. Phần host nó sẽ gồm hai phần chính, đó là hostname và phần bọt. Phần hostname các bạn thấy nó sẽ là www.zen.vn và phần bọt chính là 8080. Các phần còn lại đó là phần bitname và phần sau dấu thăng đó chính là phần hash. Ở đây nếu mà chúng ta thắc mắc thì có lẽ là phần hash chính là phần mà chúng ta sẽ cần tìm hiểu. Ví dụ tôi sẽ tạo ra một phần demo nhỏ để các bạn hiểu thế nào đó là phần hash. Tôi sẽ quay lại phần máy nguồn. Tôi đóng đi các file không cần thiết này lại. Tôi sẽ copy folder 18 và chúng ta tiếp tục với folder 19. Chúng ta sẽ vào file 01 và tôi sẽ cần một cấu trúc HTML trong trường hợp này. Ví dụ tôi vào file 17. Chúng ta thấy là không có. Và file 16, 15. Và chúng ta copy phần mã nguồn HTML này. Vào lại file 01. Chúng ta đưa nó vào đây. Chúng ta đã có last content. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một số edit nữa. Ví dụ ở đây tôi đặt ID. Ở đây là item 1 chẳng hạn. Chúng ta sẽ có nội dung cho nó là item 1. Và tôi sẽ định dạng cho phần các ID này. Ở đây tôi sẽ bổ sung luôn, đó là phần last item chẳng hạn. Bây giờ tôi sẽ định dạng cho last item. Tôi sẽ vào file style để chúng ta định dạng. Ở đây sẽ là last item. Ví dụ tôi sẽ định dạng cho nó phần chiều cao. Hay chúng ta cho nó khoảng là 400 pixel. Ở đây sẽ là item. Và chúng ta cũng định dạng luôn cho nó phần border.
một pixel solid và tôi cho nó là màu đỏ chẳng hạn, red. Sau đó chúng ta sẽ thử refresh lại. Ở đây sẽ là folder 19 và file 01. Các bạn thấy đây là item 1 của chúng ta. Tôi tiếp tục tạo ra một item khác. Chúng ta sẽ vào lại file 01 và đóng đi các file không cần thiết này. Tôi sẽ tạo thêm một thẻ disk nữa. Ở đây sẽ là item 2. Item 2 và chúng ta refresh. Các bạn thấy chúng ta đã tạo ra được hai item, item 1 và item 2. Bây giờ tôi sẽ thử truyền vào đây giá trị h. Giá trị h, ví dụ item 2. Các bạn thấy lúc này nội dung nó hiển thị ở phần item 2. Đây cũng là phần ứng dụng khi chúng ta truy cập vào một số trang web nào đó thì nó sẽ nhảy đến một phần nội dung. Ví dụ ở phía dưới này chúng ta có nhấn nút top. Khi nhấn vào nút top thì chúng ta sẽ di chuyển đến phần đầu trang. Như vậy khi truyền vào item 2 có nghĩa là chúng ta sẽ nhảy đến phần có ID là item 2 để hiển thị. Như vậy các bạn đã biết thế nào là phần h, cũng như biết được các nội dung, các thành phần của một phần URL. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng hàm bạc URL để truy xuất các thành phần đó. Tôi sẽ vào lại phần editor. Chúng ta sẽ vào ví dụ thứ hai. Tôi xóa đi nội dung này. Ví dụ chúng ta sẽ có một chuỗi str là một href như sau: http tiếp theo www.zen.vn. Chúng ta sẽ cho nó phần bọt ví dụ là 80. Tiếp theo vào mục như là lập trình và chúng ta sẽ vào một bài viết nào đó, ví dụ như là kỹ thuật xử lý mạng .bsp và chúng ta sẽ truyền thêm một số tham số, ví dụ ID bằng 79. Chúng ta đang nằm ở trang thứ hai, tay bằng 2. Bây giờ chúng ta sẽ thử sử dụng hàm bạc URL trong trường hợp này xem chúng ta lấy được những giá trị gì. Tôi gán một biến là data sẽ bằng bạc URL. Ở đây sẽ là URL và truyền vào str. Sau đó chúng ta sẽ thử in ra phần data của chúng ta. Ở đây sẽ là data và tôi refresh lại. Folder 10 và ví dụ 02.bsp. Các bạn thấy đây là mảng data mà chúng ta nhận được. Chúng ta có các phần tử sim, http, hot là www.zen.vn, bot 80, bat lập trình kỹ thuật xử lý mạng .bsp, query id bằng 79 và pay bằng 72. Với giá trị query này các bạn thấy chúng ta đã được học hàm bạc str để phân tích các giá trị này ra thành những biến phù hợp. Ví dụ chúng ta sẽ thử truyền vào thêm phần h xem nó có lấy được hay không. Ví dụ tôi truyền là item 1. Các bạn thấy lúc này phần h nó không lấy được trong PSP. Như vậy khi chúng ta sử dụng hàm bạc url thì chúng ta có thể lấy được các nội dung như là HTTP mà ở đây chúng ta gọi nó là protocol. Tiếp theo đó là phần hot, bot. Phần hot và phần bot này chúng ta gọi là phần hot trong trường hợp này. Như vậy ở đây phần hot này nó sẽ tương đương với giá trị là hot name. Còn đây là phần bat và cuối cùng đó là phần query. Ở đây các bạn thấy khi chúng ta muốn lấy được giá trị h của một chuỗi URL nào đó mà chúng ta truyền thẳng lên URL này là chưa đúng. Bởi vì chúng ta đang thao tác với chuỗi str, do đó chúng ta muốn kiểm tra là nó có lấy được hay không thì chúng ta phải truyền vào chuỗi str này. Ví dụ tôi sẽ phải truyền thêm một phần h nữa. Chúng ta sẽ hở item 1 và tôi sẽ thử refresh lại. Các bạn thấy như vậy lúc này chúng ta đã lấy được phần h của chuỗi str. Phần h này BSP đặt tên là Fragment. Như vậy khi chúng ta sử dụng hàm bạc URL, chúng ta có thể lấy được các thành phần của một chuỗi URL nào đó. Từ các thành phần như là protocol, hot, hotname, bot, badname và h, tất cả các thành phần này chúng ta đều lấy được bởi hàm bạc URL. Như vậy chúng ta cũng kết thúc việc tìm hiểu hàm này tại đây. Trong các video sau thì chúng ta tiếp tục tìm hiểu các hàm còn lại trong các hàm xử lý chuỗi của BSP.